Happy Mother's Day. Hôm nay là 8 tháng 5 2021. Chúng tôi gặp nhau ở UCLA để rước cọp đi ăn mừng ngày lễ mẹ. Cọp nói next year cọp đang ở Brazil, cho nên tự ráng làm xuyên để đi chơi với cọp, với gia đình. Bye. Hi. Bữa nay mình lại tới khu LA một lần nữa và ghé Tân Cảng để thưởng thức món ăn tàu hấp dẫn. Đây là cây cam, má đang thích thú với cây cam này, không biết làm sao vô hái được. Quá tốt, bự nữa. Happy Mother's Day. It's welcome to LA area. This one is in Abraham and San Gabriel. Chào tất cả mọi người. Happy Mother's Day far away for all. Ed and family and everyone else. What's up right there? Gotcha, babe. No. Did this come?